chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Bí mật phụ kiện chính hãng độ từ 100Ha cho cái mẫu M85-2009. Thời gian trước khi 100Ha Indonesia ra mắt cái chiếc M85-2009 thì các biker muốn sủ phải thông qua các cửa hàng tư nhân nhập khẩu về. Giờ đây công ty 100Ha Moto Việt Nam đã chính thức bán chính hãng đi cùng rất nhiều ưu đãi hậu mãi với mức giá từ là 85 triệu đồng. Cái mẫu xe 100Ha M85-2009 thưởng rất nhiều đường nét thiết kế từ cái dòng là MT Series của nhà 100Ha, đặc biệt là người anh lớn MT09-2009 với một lối thiết kế táo bạo. Phần đầu đèn mang rất nhiều cảm xúc khó tả cho người xem bởi cái độ ngầu của nó. Phiên bản M85 được trang bị hệ thống thay giảm số trước ốp sau, đồng hồ LCD, cái động cơ lực VVA cộng với cái công nghệ LED Plus v.v. Vừa qua, trên một cái trang web chính thức của 100Ha Moto Indonesia đã cho ra mắt hơn 20 phụ kiện dành cho cái mẫu xe này. Được biết ấp tình phụ kiện này giúp chiếc xe trở nên hầm hổ, thể thao cũng như mang lại sự phấn khích hơn cho người lái. Với những phụ kiện lắp thêm hoặc là thay thế như cái mắt biển số cắt ngắn, dè xe carbon, dè trước carbon, miếng dán bình xăng, miếng dán cái nắp bình xăng, ốp cái kính cái gió màu khối, ốp hai bên cái gầm máy, ốp dây cắt nước, bộ hạt cái giảm tốc sau, buji LCK, iridium v.v. Cái cánh bùng sau thì có mức giá 950.000 AB, tương đương khoảng là 1.500.000 đồng năm. Cái cánh bùng trước có mức giá 1.650.000 AB, tương đương khoảng là 2.600.000 đồng năm. Cái cặp ốp đầu xe có mức giá là 300.000 AB, tương đương khoảng là 500.000 đồng năm. Chén bình xăng và cái nắp bình xăng cả bộ có mức giá 2.400 AB, tương đương khoảng là 390.000 đồng năm. Che cắt nước 620.000 AB, tương đương khoảng là 1.000.000 đồng năm. Cái phát hạ bục Daytona có mức giá 300.000 AB, tương đương khoảng là 500.000 đồng năm. Cái phát kẹp CC, cái cặp tay CC mức giá 1.000.000 AB, tương đương khoảng là 1.800.000 đồng năm. Ốp lốc CC hỗ trợ cái bên nâng 180.000 AB, tương đương khoảng là 300.000 đồng năm. Phục Collin bình dầu rời với mức giá 9.500.000 AB, công tương đương khoảng là 15.000 đồng năm. Ống xả độ Sakuraku, cái ống xả độ Sakura Daytona thì có mức giá 1.400.000 AB, tương đương khoảng là 2.600.000 đồng năm. Ngoài ra còn rất nhiều phụ kiện khác được 100Ha phân phối chính hãng và chúng ta có thể xem chi tiết ở bên dưới đây để đổi cho mình giá Việt Nam hoặc các bạn tính tiền. Nếu thật sự cái sự xuất hiện chính hãng của 100Ha Indonesia, mình tin chắc những món đồ chơi này trong tương lai được phân phối chính hãng của 100Ha Moto Việt Nam, hoặc các bạn muốn sổ ngay hãy đến từ các workshop chuyên order những món đồ chơi của nước Hàn Quốc để có thể sở hữu được cái những món phụ kiện kể trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, share, subscribe.